Xin chào các bạn. Đây là vùng tóc của mình bị bạc nè nha các bạn. Màu trắng trắng nè. Và điều hết trơn nó cũng có lưa thưa tóc bạc nha. Và râu mình cũng có bạc vài cọng luôn nha. Và nguyên cái hàm dưới thì nó bạc nhiều hơn hàm trên. Tại sao mình lại nói như vậy? Mình đang trải nghiệm ăn cỏ mực để chị điều trị tóc bạc, tóc và râu bạc nha các bạn. Và mình sẽ trải nghiệm cho nó, khi nào mình cải thiện được thì mình sẽ tiếp tục quay lại cho các bạn xem nha, để mình sẽ chia sẻ cái cách này để phổ biến rộng rãi cho những bạn nam. Và người nữ cũng, bạn nữ áp dụng cũng được nha, tại vì tóc bạc mà người nữ không có râu thì cũng có tóc. Điều trị tóc bạc mình nghe nói là rất hay, và hôm nay mình trải nghiệm nghe các bạn, và các bạn cùng theo dõi quá trình này với mình nha. Và mình để một thời gian nữa mình sẽ quay cho các bạn xem coi mình có đỡ bị tóc bạc không nha. Và mình áp dụng bằng cách đó là mình ăn cỏ mực, ăn hàng ngày nha. Ở trên YouTube thì nó có chỉ là cái cách bào chế, cách pha chế để làm thuốc nam để mình uống hàng ngày á. Nhưng mà mình không có thời gian các bạn ơi, không có thời gian để xay giả nhuyễn vắt nước rồi uống, còn nó lâu quá, mình còn phải có nhiều việc hàng ngày nữa cho nên mình không có thời gian. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng cách là mình ăn trực tiếp, nhai thật lâu thật kỹ, và ăn trực tiếp cả giống như mà mình ăn rau sống vậy nha các bạn. Thử coi một thời gian nó có cải thiện được phần nào về tóc bạc của mình không nha. Rồi khi nào nếu có kết quả như ý muốn thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn để phổ biến bài thuốc này cho tất cả mọi người nha. Theo mình biết thì cỏ mực nó cũng lành tính, không có tác dụng phụ nha. Ví dụ như có những bài thuốc nam kia là mình mỗi lần mình uống vậy thì nó khoảng, ví dụ như là uống uống khoảng khoảng 5 gram đi, mà các bạn lỡ có uống 50 gram gấp 10 lần thì nó cũng không có độc, không có tác dụng phụ nha. Các bạn cứ yên tâm là cái tính lành tính của nó ha. Còn cái tác dụng mà hay trị bệnh hay của cây cỏ mực thì có rất là nhiều, nó cây cỏ mực nó có rất là nhiều tác dụng trị bệnh. Trong đó có bệnh trị tóc bạc sớm, râu bạc sớm nha. Mình sẽ trải nghiệm quá trình mình xài cây cỏ mực cho các bạn cùng theo dõi nha. Các bạn hãy follow mình để nếu mà thật sự mà có tác dụng mà nó hết tóc bạc thì rất là đáng giá nha. Các bạn follow mình đi, rất là đáng giá để cho các bạn theo dõi nha, đâu có cần phải tốn tiền đâu các bạn. Nhầm người tốn tiền tiền triệu trăm triệu cũng đâu có sửa tóc bạc được. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xài cây cỏ mực nha. Các bạn hãy theo dõi follow mình nha, mình sẽ cho các bạn biết được kết quả. Ngoài ra, ngoài cây cỏ mực trị tóc bạc sớm, râu bạc sớm thì cây cỏ mực còn có rất là nhiều công dụng trị bệnh hay mà mình nghĩ là ở bên Tây y cũng không có bằng đâu nha. Ví dụ như là nó nói về cây cỏ mực nó trị về thận rất hay nha. Thận yếu rồi tiểu đêm, tiểu ra máu. Cây cỏ mực nó có tác dụng nữa là cầm máu rất hay nha, vết thương hở rồi rất hay nha các bạn. Mình đâm bò nhuyễn rồi mình đắp lên trên vết thương hở nó cũng có tác dụng cầm máu rất hay nha. Rồi nó hỗ trợ trị bệnh về thận cũng rất hay. Sỏi thận rồi cũng nằm trong những bài thuốc của cây cỏ mực nha.
Và cây cỏ mực này đặc biệt là nó trị bệnh một cách độc lập, cho nên bà con rất là dễ áp dụng để hỗ trợ điều trị bệnh hàng ngày tại nhà của mình nha. Ngoài thí dụ như bà con nào có bệnh về thận thì ngoài sự hỗ trợ của bác sĩ thì bà con cứ cứ ở nhà cứ xài cây cỏ mực hàng ngày, giống như cái cách mình hy vọng là mình sẽ hết bệnh nha bà con. Rồi xin tạm biệt bà con ở ở video này nha, mình sẽ hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo một vài ngày nữa, hay là mình sẽ khi nào mình thấy tình hình tóc mình nó cải thiện thì mình sẽ quay và tâm sự nói chuyện với bà con ha, để mình chia sẻ video này rộng rãi đến tất cả mọi người. Một bài thuốc quý rất dễ tìm, ai cũng làm được, và chỉ cần là mình biết bài thuốc này thôi là mình sẽ làm được. Một bài thuốc cây cỏ mực ở vườn nhà nào cũng đều thấy có mọc ha, cái này nó mọc ở ngoài tự nhiên, chưa thấy chưa thấy nhà nghiên cứu nào trồng tập trung rồi nhân rộng mô hình cây cỏ mực để cho bà con mình sử dụng. Thì vì mình nghĩ cái cây cỏ mực này nó cũng rất dễ tìm kiếm ha, bà con lên mạng YouTube cũng có rất là nhiều thông tin bổ ích về cây cỏ mực. Thì đa số chung chung thì nó cũng nói là cây cỏ mực thì có tính mát, lành tính và nó cầm máu rất hay, và hỗ trợ những cái bệnh về về thận, suy thận, sỏi thận, sạn thận, rồi tiểu ra tiểu đêm, tiểu ra máu rồi đó là rất hay nghe bà con. Và đặc biệt nữa là có hỗ trợ trị bệnh chỉ nữa. Bệnh chỉ mà thì nó là cầm máu mà, thì bệnh chỉ thì mình hậu môn mình bị ra máu thì mình cầm thì cũng rất hay, cho nên nó cũng là bài thuốc trị bệnh chỉ luôn nha. Mình đang áp dụng bằng cách mình ăn cây cỏ mực hàng ngày, giống như mình ăn thay thế rau ha, mà ăn hàng ngày không biết cỏ mực ở đâu mà ăn cho đủ nữa, nhưng mà cũng gán tranh thủ để đi kiếm một vài cây mỗi ngày mình ăn. Khi nào có kết quả tốt, cải thiện thì mình sẽ tiếp tục đăng lên để cho bà con cùng trải nghiệm ha, và mình chia sẻ bài thuốc này rộng rãi đến cộng đồng. Xin tạm biệt bà con nha. Xin tạm biệt.